Xin chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, mình hướng dẫn các bạn cách để thay đổi ngày sinh ở trên iCloud của các bạn hoặc là thay đổi tên ở trên iCloud của các bạn. Vì một cái lý do nào đó mà các bạn đặt nhầm thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn nhé. Đầu tiên, các bạn sẽ tiến hành bấm vào cái phần cài đặt của máy của các bạn nhé. Sau đó các bạn sẽ tiến hành nhấp vào cái phần là ID Apple iCloud, các bạn nhấp vào tài khoản của các bạn. Rồi tiếp theo các bạn nhấp vào cái mục thông tin cá nhân, các bạn nhấp vào thông tin cá nhân. Rồi thì nó sẽ hiện ra cái tên của các bạn cũng như là ngày sinh. Ví dụ như là bây giờ các bạn thấy ngày sinh bị sai thì các bạn có thể là đổi. Và hiện tại là các bạn có thể là đổi ngày sang ngày khác nè. Hoặc là cái phần tháng năm thì các bạn nhấp vào cái phần tháng năm này nhé. Các bạn nhấp vào phần tháng năm này, các bạn nhấp vào. Đó thì nó sẽ hiện ra cái phần tháng năm, hiện tại là 11 này. Mình sẽ đổi qua tháng 9. Rồi mình sẽ đổi qua thành 1993. Rồi sau đó thì mình sẽ bấm vào chữ xong này là được nhé. Bấm vào chữ xong. Đó, tương tự nếu như mà các bạn muốn đổi tên thì các bạn nhấp vào cái phần tên này và các bạn đổi thôi. Tương tự như ngày sinh. Bây giờ mình sẽ thoát này nhé. Mình vào lại phần cài đặt này. Ở đây thì ID Apple nó mới gửi một thông báo về cho mình đây. Thông tin của mình, tài khoản của mình đã được cập nhật đấy. Đó, thì bây giờ mình sẽ kéo lại nhé. Bây giờ mình sẽ bấm lại vào phần tài khoản của mình này. Mình bấm vào lại phần thông tin cá nhân. Thì các bạn có thể thấy là cái ngày sinh của mình đã được thay đổi. Rồi, trong video này thì mình hướng dẫn các bạn cách đổi ngày sinh hoặc là đổi tên nếu như mà các bạn thích. Các bạn thích video này của mình, các bạn nhớ giúp mình một like cũng như là bình luận xuống phía dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video này của mình. Nếu như mà các bạn có những cái thắc mắc gì đấy thì các bạn có thể là lên trên YouTube và gõ là số điện thoại tổng đài ID Apple thì sẽ có cái hướng dẫn gọi cho tổng đài để mà tổng đài hỗ trợ cho các bạn nhé. Rồi, các bạn thích video này của mình, các bạn nhớ giúp mình một like cũng như là bình luận xuống phía dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video này của mình. Ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh Rick Mobile. Mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.